về mùa lễ Giáng sinh lạnh giá. Nữ hoàng băng giá bước vào căn phòng phép thuật của mình và mở cuốn sổ lớn có bìa màu đen. Mỗi ngày đầu tiên của năm mới, nữ hoàng thường viết ra những dự án mà mình sẽ làm, rồi sẽ xé thành mảnh vụn và ném chúng vào quả cầu phép thuật xấu xa. Móng vuốt, lại đây, hãy nghĩ ra thật nhiều điều ác. Sói móng vuốt dậy lại, dí mũi của mình vào quả cầu ma thuật và chọn một cái trong đó, rồi đưa cho nữ hoàng. Giỏi lắm móng vuốt, hãy làm ướt củi trong nhà kho của các ngôi nhà để không ai có thể sưởi ấm vào mùa đông này. Tuy nhiên, người dân của Dương Quốc đang trang trí cây thông Noel sâu trong khu rừng vào lúc đó. Năm nay, nhiệm vụ đặt ngôi sao sáng lên đỉnh cây thông thuộc về hoàng tử William. Hoàng tử leo lên cây, trên tay cầm ngôi sao. Chàng trèo mãi, đến nỗi mọi người trông bé tẹo phía dưới khi chàng nhìn xuống. Mình không ngờ đỉnh cây thông lại cao như thế này. Dù William rất cố gắng, chàng vẫn không thể đặt ngôi sao lên đỉnh. Trong khi đó, bàn của chàng, đại bàng trắng bay ở phía trên để giúp chàng. Những người thấy chú đại bàng trắng lần đầu tiên theo dõi chú đầy ngưỡng mộ. Đại bàng sải đôi cánh thật rộng và giữ ngôi sao bằng mỏ của mình, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên đỉnh của cây thông Noel. Vào lúc đó, mọi nơi bắt đầu tỏa sáng với ánh sáng của ngôi sao. Yeah! Tuyệt quá! Tuyệt vời! Tuyệt quá! Tuyệt vời quá! Yeah! Cảm ơn đại bàng! Vào lúc đó, nữ hoàng băng giá nhận thấy ánh sáng rực rỡ tỏa vào cửa sổ của lâu đài. Hả? Cái gì? Ánh sáng gì vậy? Khi nàng nhìn theo hướng của ánh sáng cùng chú sói của mình, nữ hoàng thấy người dân đang nhảy múa và ăn mừng. Nàng muốn dập tắt niềm vui đó ngay lập tức. Móng vuốt, hãy mang con sao đó về đây cho ta. Nếu thất bại, ta sẽ xích ngươi vào tòa lâu đài này và không bao giờ cho ngươi ra ngoài nữa. Con sói vội vàng rời khỏi lâu đài để thực hiện mệnh lệnh của nữ hoàng. Càng tới gần ngôi sao, nó càng thấy rõ khu rừng và mọi người đang hân hoan vui mừng khắp nơi. Một lúc sau, con sói lại gần cây thông Noel to lớn. Nó chạy thật nhanh và trèo lên cây khi không thấy ai. Ồ, nhìn kìa, đó là con sói của nữ hoàng. Ôi không, nó sẽ phá cây thông Noel mất. Ngay lúc đó, con sói chuẩn bị dùng móng vuốt để đẩy mạnh ngôi sao xuống thì đại bàng trắng xuất hiện trước mặt nó. Đừng hòng nghĩ đến tiện làm hỏng ngôi sao đó, đồ sói hoang dã. Ngươi làm gì thì làm, ta cũng sẽ mang nó về cho nữ hoàng thôi. Đại bàng vỗ đôi cánh đầy sức mạnh từ phải sang trái và hất con sói ngã xuống khỏi cây. Mỗi lần móng vuốt của con sói cố vươn lên để chạm tới đại bàng, đại bàng lại đẩy nó đi thật xa. Cuối cùng, đại bàng gầm lên trên đầu của sói và thổi thật mạnh để thổi nó đi bằng đôi cánh của mình. Con sói bị thổi đi bởi gió của đôi cánh và ngã trên tảng đá. Móng vuốt của sói bị thương. Con sói nhận ra rằng nó không thể chống lại sức mạnh của đại bàng và nó bò lê lết về lâu đài. Đại bàng, cậu ổn chứ? Ôi không, cánh đó bị thương. Giờ chúng ta phải làm gì? Trong khi nữ hoàng nóng lòng chờ đợi, nàng đi đi lại lại trong tòa lâu đài bằng băng. Trong vài tích tắc, nàng buông râu khi thấy con sói với đôi chân phải lê lết trở về tay không. Móng vuốt, chuyện gì xảy ra vậy? Xin hãy thứ lỗi cho tôi nữ hoàng. Dù tôi đã rất cố gắng, nhưng tôi đã thua. Tôi không thể mang ngôi sao về, tất cả chỉ bởi con đại bàng trắng đó. Nữ hoàng nổi trận lôi đình, đến nỗi nàng vung tay lên
và tạo ra một cơn lốc bằng băng xung quanh mình. Và rồi nàng bỏ đi, bay vào khu rừng. Nàng đi tới đâu, từng cây đổ rạp xuống. Nữ hoàng tới cây Noel. Khi tuổi trẻ thấy nữ hoàng xuất hiện từ cơn lốc, chúng bỏ chạy đầy hoảng sợ. Là mụ ta kìa. À, là mụ ta. Chạy đi. Tất cả các ngươi sẽ bị trừng phạt vì không tuân lệnh ta. Hoàng tử William đi lại về phía nữ hoàng. Qua cơn lốc tuyết đang bay mù mịt, chàng vẫn đem lòng yêu nàng như lần đầu tiên. Nhưng nữ hoàng xinh đẹp lại nhìn chàng đầy giận dữ. Cây thông Noel đây là biểu tượng của hạnh phúc, xin nàng đừng làm hỏng nó. Hoàng tử chỉ về phía người dân của vương quốc. Chẳng lẽ nàng không nhận ra nàng đã làm mọi người buồn như thế nào sao? Ta cấm ai được hạnh phúc ở vương quốc này, chừng nào ta còn sống. Nữ hoàng dung tay làm sấm sét lên bầu trời và tạo ra cơn mưa băng. Trong khi mọi người đang tìm chỗ để trú ẩn và tránh những tảng băng, kỳ đại bàng đang dang rộng đôi cánh để che cho mọi người. Mỗi miếng băng làm thương đôi cánh của đại bàng. Nữ hoàng trèo lên ngọn cây, và ngay lúc nàng chạm vào ngôi sao, tất cả ánh sáng lấp lánh của nó biến mất. Khu rừng bỗng nhiên chìm trong bóng tối như trước đây. Không phải là ánh sáng của ngôi sao, mà là sự tàn ác vĩnh cửu của ta sẽ luôn ngự trị các ngươi. Không ai có thể chống lại ta. Ngôi sao bị dập tắt, đột nhiên bị cuốn vào cơn lốc băng. Trong khi cuốn sang trái, rồi sang phải bởi trận lốc xoáy của nữ hoàng, nó bỗng nhiên rơi xuống mặt đất. Trong khi đó, nữ hoàng bỏ đi mà không hay biết rằng ngôi sao đã bị rơi xuống. Trong khi đó, lũ trẻ vây quanh đại bàng và làm lành các vết thương. Bởi vì đại bàng đã cứu chúng, chúng gọi đại bàng trắng là anh hùng kể từ đó. Vào lúc đó, có đôi mắt xuất hiện trong bóng tối. Phù thủy Kara, người đã nguyền nữ hoàng với trái tim băng giá khi còn nhỏ, vẫn luôn dõi theo nữ hoàng băng giá, nghĩ rằng mình đã chiến thắng hôm nay. Nhưng nàng không hiểu rằng sự độc ác đã hãm hại nàng. Vì người gây ra tội ác sẽ luôn luôn tìm thấy tội ác, và người làm việc tốt sẽ luôn luôn tìm thấy điều tốt lành.